Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái món chip các bạn. Mặt này chúng ta có thể đi chung với body kit Victor. Thể lắp mặt ca lăng chip này cho cái xe đơn lẻ vẫn bình thường vẫn được nha. Quá là cái đèn Steady STK2 màu vàng đặt phía trước các bạn. Đó, đèn này nhập Úc ha, siêu sáng luôn. Nó có ceramic, bên mình chọn phương án là ceramic GB của Mỹ. Rồi xong trong đó mình sẽ pass 3 bước bằng vật liệu 3M của Mỹ luôn ha các bạn. Đó, bước các bạn, up một bước trong, up một bước ngoài, bốn thanh cửa thì có 8 miếng. Phía sau cốp có một miếng, tổng cộng là 9-3 mã luôn. Và cái này là cái trắng bùn AOB cao su đúc. Chúng ta nên chọn những cái mã mà cao su đúc á, hay là những cái thảm lót sàn ốp phần cốp mà tự lưng băng ba các bạn, để chúng ta đi mang vác để đồ nó không bị cạn, không như là Watergo nhập Ý focal các bạn. Còn đây là mã Givel, thấp hơn nữa thì có Givel không đồng chụp ha các bạn, còn mã mà các bạn đang thấy là Givel đồng chụp các bạn, nó kém chất lượng các bạn. Và trong những chi tiết cũng nâng cao cảm xúc khi mà chúng ta lấy xe đúng ngay vị trí zin đúng không ạ? Đó là cái súp hơi các bạn. Súp có 5 món, một vị trí trung tâm và 4 vị trí cửa. Hai tùy chọn màu, một là màu gỗ sẽ phù hợp với lại màu da màu nâu, thì hai đèn sau sẽ sáng. Nó giúp cho chúng ta dê xe nhìn ha. Thì cặp đèn gen này cực kỳ lợi hại luôn. Cái camera 360 dạng self lớp tích hợp với lại màn hình zin của xe luôn các bạn. Đó, cưng cái dàn camera 360 ha các bạn. Không các bạn, Android mà lên dàn mâm nó cực kỳ đẹp luôn. Ở trong những chi tiết là lấy khá nhiều tiền của nhân khách đen hả các bạn, kết hợp màu trắng. Mình nghĩ những xe màu trắng ở tiết như thế này rất đẹp luôn các bạn. Đó là cái cảm biến xuất lớp các bạn. Trong những chi tiết mình nghĩ cũng không thể thiếu luôn ha. Chúng ta rồi Auto Style xin mến chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái món phụ kiện nâng cấp cho Everest xu hướng mới nhất năm 2024 nha. Đầu tiên là mặt ga lăng chip các bạn. Mặt này chúng ta có thể đi chung với body kit Victor. Và kit Victor này có hai mẫu ha, có mẫu cái lườn phía trước và mẫu không có lườn. Nhưng mà chúng ta cũng có thể lắp mặt ga lăng chip này cho cái xe đơn lẻ vẫn bình thường vẫn được nha, quá đẹp luôn ha. Chúng ta vô mặt ga lăng, chúng ta sẽ thấy một cái bộ nhận diện hoàn toàn khác, phong cách bên ngoài nhìn nó hầm hố hơn, nhìn nó cá tính hơn một chút xíu, với những cái thân dọc trong cái mặt ga lăng các bạn, kết hợp cùng những đen khác quanh xe, nó tạo một cái sự ấn tượng ha, đặc biệt là những dòng xe RS Sport các bạn. Cái mặt này bên mình có thể đối lẫn lắp cho dòng xe Ranger được ha, RS lắp được. Một ngày thì mình đang làm những mặt này khoảng từ 3 đến 5 cái luôn các bạn. Đó, khách hàng ghé mình lắp rất nhiều luôn. Những khách ở tỉnh, những khách Sài Gòn cũng ghé mình lắp luôn ha. Mùa này thì cái mặt ga lăng chip chuyển ba cái đèn màu trắng các bạn. Trước đây thì nó phát triển ba đèn màu vàng, nhưng mà xu hướng thì ba đèn màu trắng nhìn nó sang hơn, nhìn nó đẹp hơn. Tất cả những mẫu chip này đều nhập Thái hết nha các bạn. Thái thì họ phát triển những cái đồ khá là nét. Nhưng mà khi mà chúng ta nhập về, cái mặt ga lăng này chưa có sơn các bạn. Chúng ta phải sơn, chúng ta phải lắp đặt hoàn thiện nữa ha. Hàng luôn có sẵn ở bên mình. Các bạn cứ nhắn tin cho mình sẽ chuẩn bị hàng soạn sẵn, sơn sẵn. Khi mà các bạn lên thì mình sẽ lắp đặt hoàn thiện trong thời gian cũng rất nhanh chóng các bạn, tầm từ 2 đến 3 tiếng là sẽ xong ha. Bên Thái thì họ liên tục suy nghĩ ra những cái mẫu mới, những cái kiểu chơi xe mới để làm mới những dòng xe LS ha. Đặc biệt là những khách hàng đi xe Ford các bạn, có rất nhiều mẫu chúng ta có thể nâng cấp được ha. Với xe LS này, ngoài cái body kit Victor đi cùng mặt ca lăng chip, nó còn có body kit Raptor nữa các bạn. Và cũng có cái mặt ca lăng mẫu con ngựa Mustang nữa ha các bạn. Một cái chi tiết tiếp theo nữa bán best seller bên mình, đó là cái đèn Steady STK2 màu vàng đặt phía trước các bạn. Đó, đèn này nhập Úc ha, siêu sáng luôn. Nó có đèn ST1K, ST2K và ST3K. ST1K là đèn mình đang lắp cho anh khách này. Cái đèn nó sẽ nhỏ hơn, phù hợp chúng ta lắp cho cái mặt ca lăng các bạn. Còn ST2K, ST3K chúng ta sẽ phù hợp đặt 3 ga mui ha. Nó sẽ có ánh sáng trắng, ánh sáng vàng các bạn, tùy thuộc vào cái nhu cầu của chúng ta. Đó, rất tiện lợi luôn ha. Khi mà chúng ta đi đường sương mù, đi đường trời mưa, có cái đèn này nó phá sương cực kỳ lợi hại luôn các bạn. Đặc biệt mùa này thì những cái đoạn đường Đà Lạt khá là sương các bạn. Những khách của mình đi Đà Lạt khá là thường xuyên ha. Anh lên cái bộ đèn này, anh lên theo bộ cặp đèn sương mù gầm ba màu nữa ha. Thì anh nói là anh đi như vậy mới yên tâm được Dũng ơi. Chứ trước đây không có đèn anh chạy cũng khá là vất vả ha. Và những combo về ánh sáng là những combo về an toàn chúng ta nên trang bị khi mà chúng ta đi xa ha. Những đoạn đường ở ngoài Tây Bắc nó còn sương mù dày đặc hơn nữa các bạn. Đó, nên chúng ta hãy trang bị kỹ. Chúng ta trang bị đèn đầy đủ về cái đèn Steady cho mặt ga lăng, đèn sương mù gầm ba màu ha. Chúng ta đi xa chúng ta có và chúng ta sử dụng sẽ yên tâm hơn. Chúng ta đỡ căng mắt ra, chúng ta nhìn đường. Còn đây là cái đoạn buổi tối mình test đèn ST1K chuẩn bị bàn giao cho anh khách nữa các bạn. Dịp này thì mình lắp đèn này rất nhiều luôn ha. Và món best seller mình đó là phủ ceramic các bạn. Phủ ceramic bên mình chọn phương án là ceramic GB của Mỹ. Và xong trong đó mình sẽ pass 3 bước bằng vật liệu 3M của Mỹ luôn ha các bạn. Đó, trong những công đoạn cũng rất quan trọng luôn. Khi mà chúng ta vô ceramic, chúng ta đảm bảo bề mặt nó thật là sẵn, thật là phẳng ha. Và nó không có một chi tiết gì bám bẩn trên bề mặt sơn chúng ta hết. Chúng ta sẽ vô lớp ceramic, lớp thứ nhất, lớp thứ hai, lớp thứ ba, lớp thứ tư và cuối cùng một lớp bóng ha các bạn. Như vậy thì chúng ta mới ra một cái thành phẩm ceramic đẹp, ceramic hoàn chỉnh nữa các bạn. Đây, ceramic GB nhập Mỹ luôn nha các bạn.
Tất cả những chi tiết làm xe mít mình đều chọn phương án nhập Mỹ hết đó. Và đây là thành phẩm khi mà mình nâng cấp xe mít nữa các bạn, xe lướt bóng đó ha, đặc biệt là chúng ta để ngoài nắng, ánh nắng chiếu vào nó sẽ sáng và chúng ta có thể soi gương được luôn. Và xe chúng ta nhìn đẹp mọi lúc mọi nơi luôn các bạn, đặc biệt khi mà rửa xe xong ha, lớp bụi bẩn được đánh bay đi, nó để lại một mặt sơn cực kỳ bóng luôn các bạn. Xe mít là gốm dạng gương ha, khi mà chúng ta đi rửa xe nó sẽ ăn mòn vào lớp gốm, nó không bị bào mòn vào lớp sơn chúng ta, không bào mòn vào lớp bóng chúng ta, xe chúng ta sẽ luôn đẹp, luôn bóng theo thời gian các bạn. Và sau 3 năm mà chúng ta nên phủ lại xe mít để bảo vệ bề mặt sơn như những cái đầu chúng ta nhận xe luôn ha. Thành phẩm nè các bạn, quá đẹp luôn ha, quá xuất sắc luôn. Xe mít bên mình làm thì các bạn yên tâm ha, cực kỳ tâm huyết luôn. Một chi tiết best xe bên mình đó là cái ốp bực bước các bạn, ốp bực bước trong, ốp bực bước ngoài, bốn thanh cửa thì có 8 miếng, phía sau cốp có một miếng, tổng cộng là 9 miếng ha. Chúng ta bước lên bước xuống nó không bị chảy phần sơn. Trong những chi tiết cũng nhỏ thôi nhưng mà bán best xe bên mình luôn các bạn. Bảo vệ mặt sơn, giúp cho xe chúng ta luôn đẹp, luôn bền bỉ theo thời gian ha các bạn. Bốn vị trí cửa các bạn đó. Có rất nhiều mẫu luôn ha, chúng ta có thể tùy chọn hai ba mã luôn. Và cái này là cái trắng bùn, trắng bùn AOB cao su đúc. Chúng ta nên chọn những cái mã mà cao su đúc nó không bị cong, nó không bị bên theo thời gian. Chúng ta chọn những cái mã rẻ tiền hơn là nhựa đúc đó. Hoặc là chúng ta cũng không biết nữa, nhưng người bán hồi bán cho bạn là nhựa đúc nhưng mà tính tiền cao su đúc ha. Cái này chúng ta cũng nên lựa chọn kỹ, mà chúng ta có một chút kiến thức về những sản phẩm thì chúng ta cũng yên tâm hơn khi mà chúng ta lựa chọn ha. Còn đây là những cái thảm lót sàn ốp phần cốp và tự lưng băng ba các bạn, để chúng ta đi mang vác để đồ nó không bị cả, nó không bị chạy vào phần xe chúng ta các bạn. Trong những chi tiết cũng rất quan trọng khi mà chúng ta nâng cấp xe luôn ha. Ở AFS thì cả một thế giới nâng cấp luôn các bạn, có rất nhiều món luôn ha, toàn những món rất cơ bản thôi ha đó, chưa phải là những món gì đó quá cao siêu, nhưng thiếu thì làm cho chúng ta vận hành xe nó không được trơn tru, nó không được mượt mà và nó thấy cái gì đó nó thiếu thiếu ha các bạn. Và món tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là cái loa trung tâm. Trong những chi tiết cũng rất quan trọng luôn khi mà chúng ta nâng cấp xe, nó sẽ tạo một cái âm thanh vòm khi mà chúng ta nghe ha. Đặc biệt là những cái mã hay giống như là Watergo nhập Ý, hoặc là mã Focal các bạn. Còn đây là mã JBL, thấp hơn nữa thì có JBL không đồng chụp ha các bạn. Còn mã mà các bạn đang thấy là JBL đồng chụp các bạn đó. Khi mà chúng ta thấy có quá nhiều mã, có quá nhiều loại như vậy, mà nếu chúng ta không có kiến thức về sản phẩm, không có kiến thức về phụ kiện thì chúng ta dễ mua những cái mã hàng kém chất lượng các bạn. Và trong những chi tiết cũng nâng cao cảm xúc khi mà chúng ta lấy xe đúng ngay vị trí zin đúng không ạ, đó là cái súp hơi các bạn, súp hơi focal ha, nó gồm có cái thùng súp, cái súp hơi focal mã của Pháp luôn các bạn, và cái âm ly các bạn, và bộ phụ kiện lắp đặt ha. Thôi nhà AFS cực kỳ nhân văn luôn ha các bạn, họ tạo ra những vị trí chờ, vị trí zin sẵn luôn, chúng ta mua đồ về đón đi đóng giày đúng ngay vị trí này luôn, chúng ta sẽ đưa một cảm xúc cao hơn. Nhiều cái thằng nói là tại sao hãng nó không làm sẵn luôn, không làm luôn những chi tiết này, thì nếu mà chúng ta làm luôn những chi tiết này thì giá thành bán ra của một chi tiết sản phẩm giá đội lên rất cao các bạn. Thì hãng nghĩ là cũng còn tùy vào cảm xúc khách hàng, có những khách hàng thích, có những khách hàng không thích, nhưng mà chúng ta xét một cái sản phẩm xe giá quá cao thì lại khó tiếp cận những khách hàng ha. Nên họ tạo một cái xe với những cái tiêu chuẩn bình thường nhất, và khách hàng nào muốn thêm thì họ sẽ thêm vào những vị trí chờ hãng làm sẵn luôn, tại vì hãng nghĩ là chắc chắn khách hàng có những khách hàng sẽ cần cảm xúc và những chi tiết này ha. Đó, chúng ta mua và chúng ta lắp đặt như zin luôn các bạn. Những vị trí thiếu của loa là gồm có loa trung tâm, hai loa cục D, súp hơi phía sau ha các bạn. Đó, vị trí như zin luôn ha, chúng ta nghe những cái này là cực kỳ cảm xúc luôn các bạn, để mình test thử động nhạc cho các bạn xem nha. Tiếp theo một mẫu cũng đang bán best seller mình luôn, bán số lượng rất nhiều luôn các bạn, đó là cái ốp nội thất ha. Ốp nội thất nó gồm có 5 món, một vị trí trung tâm và 4 vị trí cửa các bạn. Trong những chi tiết mình cũng quay của anh khách các bạn cái phi thuyền ha. Cái này thì mình đã nói rồi ở tập trước các bạn, cái phi thuyền 700 lít chứa rất nhiều đồ luôn ha các bạn. Còn đây là cái ốp nội thất các bạn. Ốp nội thất mình chọn cho anh khách là cái màu vân gỗ màu xanh các bạn, nó cùng màu với lại cái phần chi tiết gỗ trong nội thất của xe ha. Nó tẹp tẹp cái màu xanh. Chúng ta có hai tùy chọn màu, một là màu gỗ sẽ phù hợp với lại màu da màu nâu, còn này
là cái màu xanh ha, phù hợp lại những cái chi tiết gỗ màu xanh luôn các bạn. Đó, trong những chi tiết mình nghĩ cũng nên làm để giúp cho chúng ta lau chùi xe sẽ dễ dàng hơn, sạch sẽ hơn. Một chi tiết nữa bên mình cũng hay làm được khách đó là cái cặp đèn da các bạn. Xu hướng mới bây giờ khi mà chúng ta dê xe vào số da thì hai đèn sau sẽ sáng, nó giúp cho chúng ta dê xe nhìn vào những khoảng không gian phía sau ở những đoạn đường trời tối các bạn, những đoạn đường mà không có đèn đường, trời mưa ha, thì cặp đèn da này cực kỳ lợi hại luôn, giúp cho chúng ta lấy xe an toàn hơn, dê xe sẽ yên tâm hơn ha. Có nhiều vùng ở miền Tây các bạn hố nhiều, dễ sụp những cái cống các bạn, thì chúng ta có cặp đèn da này chúng ta sẽ yên tâm khi mà chúng ta dê xe các bạn. Xe mình cũng lắp cặp đèn da này, mình cảm thấy là cực kỳ yên tâm luôn khi mình dê xe, lái xe một trời tối. Trong những chi tiết cũng làm nhiều bên mình đó là cái camera 360 dạng xếp lớp tích hợp với là màn hình zin của xe luôn các bạn. Đó, tại quá trình anh em đang cân cái dàn camera 360 ha các bạn. Và camera này thì được thiết kế đúng Tony đóng giày cho phiên bản Outlander luôn, phiên bản Ford Ranger, những phiên bản Ford Nissan luôn các bạn, nên cái giao diện nó khá là nhanh, khá là mượt khi mà chúng ta xài tích hợp ha các bạn. Đó, đây là quá trình mình căn bản để mình làm sao khi mà chúng ta đưa vào vận hành thì những chi tiết nó chính xác nha các bạn. Đó, sẽ ra những vệt bánh xe. Chúng ta có thể tùy chỉnh những chế độ xem qua cái màn hình cũng khá dễ dàng các bạn. Mẫu camera 360 Shape View được tích hợp với lại màn hình LS bản 2023 luôn ha. Đây, chúng ta có thể tùy chọn ha các bạn. Góc bên trái nè. Góc hai bánh xe nè các bạn. Trái phải nè ha. Này chúng ta xem một cái toàn cảnh từ trên xuống ha. Một cái góc xéo từ trên xuống luôn. Cái này bên phải các bạn. Đây cũng hai bên bánh xe, nó cũng giống như bên đây luôn. Nhưng mà nó sẽ làm cái chế độ đối xứng của hai bên, để người trái người phải chúng ta có thể tùy chọn ha. Tiện luôn. Và thì chúng ta không có gọi trên xi nhan thì chúng ta có thể gọi vị trí này các bạn. Này, chúng ta bấm vô. Chúng ta bấm vô sẽ gọi được camera 360 ha. Nó sẽ xoay. Chúng ta không muốn xem nữa, chúng ta bấm vô chữ X rồi. Thêm một chi tiết best sell nữa là cái bộ mâm các bạn. Airless mà lên dạng mâm nó là cực kỳ đẹp luôn. Ở trong những chi tiết lấy khá nhiều tiền của nhân khách yêu xe, yêu vẻ đẹp bên ngoài đó là cái dạng mâm các bạn. Và đây là phong trào bên Thái, họ có rất nhiều mẫu, nhiều mã luôn. Phù hợp với dòng xe Airless mâm 20 ha. Mâm chữ Y, mâm chữ Y thì nó có hai dòng, mâm chữ Y nhiều cánh, mâm chữ Y ít cánh các bạn. Hoặc là những mâm kiểu này ha các bạn. Mâm Lenso, toàn những mâm rất xịn sò luôn. Bên mình thì có đầy đủ tất cả những dòng mâm này, mâm Vambay, mâm Lenso, mâm Vagi ha, mâm Foggy hai mảnh luôn các bạn. Phù hợp với dòng xe ha. Nếu mà chúng ta chọn những mã in của Thái Lan thì giá tầm khoảng 50 đến 56 triệu một bộ. Nếu mà chúng ta chọn những mã mà như kiểu Vambay hoặc những mã có thương hiệu bên Trung Quốc, giá tầm khoảng từ 25 đến 27 triệu một bộ thôi các bạn. Giá cũng rất đẹp luôn ha. Mâm này mâm Vambay các bạn, mâm in Trung Quốc nhưng mà bên Thái họ xài cái thương hiệu này cũng khá là nhiều. Tại vì dòng thương hiệu của Trung Quốc nó cũng khá là chuẩn ha các bạn. Tùy vào khẩu vị chúng ta ha, tùy vào tầm tiền chúng ta, nên chúng ta có thể đầu tư những dòng mâm nó phù hợp. Đi cùng với đó những dàn lớp nữa các bạn. Đây là trong những mẫu mâm chữ Y cũng đang được bán rất chạy trên thị trường Thái Lan luôn. Là chữ Y hai mảnh, đi cùng với đó là lớp Toyo gai GLT, dòng lớp gai gai to. Phù hợp cho chúng ta đi những đoạn đường đường off-road, đường sình lầy thì nó khả năng bám đường sẽ tốt hơn ha. Nhưng mà nó sẽ hơi ồn chút xíu. Nhưng mà chúng ta đi lớp gai mà chống ồn chỉ có lớp ghép phúc tích các bạn. Chùm lớp của Mỹ ha. Tuy là lớp gai nhưng mà nó khả năng chống ồn. Ngoài ra nếu đối với dòng lớp Toyo chúng ta có thể đi dòng lớp AT hoặc lớp ST thì nó sẽ êm ái hơn, không bị ồn trong những dòng lớp giống như vậy. Trong những kiểu dáng được gợi ý có rất nhiều mẫu luôn các bạn. Các bạn cứ giao lưu cho mình theo số điện thoại 0933 586 559, mình sẽ gợi ý cho các bạn những cái mẫu xu hướng nhất, những mẫu đẹp nhất hiện nay luôn ở bên Thái luôn các bạn. Và mâm chữ Y này hiện nay luôn đang phát triển ra những dòng chữ Y mới, cái cách điệu khác ha. Nó phù hợp với lại cái kiểu dáng của xe, nó phù hợp là kiểu dáng body laptop, body Victor ha. Nhưng mà đó những up Lambo nhôm CNC màu xanh, màu đỏ, hoặc là chúng ta có thể sơn heo dầu qua những chi tiết màu khác ha các bạn. Outlet thì chúng ta vô dàn mâm trong những cái mà mình luôn khuyến khích khách hàng để tạo sự vẻ đẹp, tạo sự đẳng cấp, một cái góc nhìn cực kỳ sang trọng. Còn đây là mâm Lenso các bạn, mâm nhiều cánh, mâm của Made in Thái Lan luôn ha. Lenso thì nó dưới phân khúc Tovagi một chút xíu nhưng mà nó vẫn được là phân khúc của Made in Thái Lan. Giá tầm khoảng cũng 32 đến 38 triệu, nó cao hơn Vambay, nó thấp hơn Vagi các bạn. Cách này đi cùng với đó là cái dòng up Lambo nhôm CNC màu xanh đọc chuối ha, rất đẹp luôn các bạn. Anh đi cùng với đó là cái lớp zin ha các bạn. Khi mà chúng ta đi lớp zin chúng ta không có ngại đăng kiểm ha. Còn nếu mà chúng ta chọn như mã lớp gai chúng ta phải chọn đúng thông số đăng kiểm thì chúng ta qua đăng kiểm dễ dàng. Còn nếu mà trường hợp xấu nhất chúng ta vẫn đi lớp sai thông số đăng kiểm, khi mà khi chúng ta đi đăng kiểm chúng ta sẽ thay lại lớp zin ha các bạn.
Nhưng mà mình nghĩ cái lớp thì nó tùy thuộc vào nhu cầu chúng ta, nhưng chúng ta phù hợp lại những đoạn đường, những công việc chúng ta ha, những đoạn đường mà cần đi lớp gai thì chúng ta cũng không thể đi lớp jean được các bạn. Một trong những phong cách dáng đề can nửa trên phần đen hả các bạn, kết hợp màu trắng, mình nghĩ những xe màu trắng ở tiết như thế này rất đẹp luôn các bạn, rất sang luôn ha, full phần nóc luôn, những cạnh A B C D là chúng ta dán đen. Đó, quá đẹp luôn các bạn. Đề can này bên mình xuất khẩu Nhật các bạn. Bảo hành chống bay màu cho các bạn từ 4-6 năm, bảo hành bong chóc cho các bạn 1 năm nha. Bên mình dán full luôn các bạn. Thường chúng ta dán như vậy thì hai thanh ba ga dọc ở đầu xe chúng ta sẽ chuyển màu đen luôn ha. Chúng ta có hai phương án, một là chúng ta sơn, hai là chúng ta dán đề can. Nhưng mình nghĩ chi tiết sơn thì nó sẽ hợp lý hơn, nó sẽ đẹp hơn các bạn. Màu trắng thì chúng ta phối với những cái chi tiết màu đen từ mâm đến lại những chi tiết màu dán đề can thì cực kỳ xuất sắc luôn ha, cực kỳ đẹp luôn các bạn. Thêm phần cánh gió phía trên nữa, quá đẹp luôn ha. Chúng ta có quá nhiều món mà chúng ta có thể làm cho Outlet nó đẳng cấp hơn, nó cá nhân hóa hơn. Trong những chi tiết cuối mà cũng được lắp khá nhiều trên những sàn Outlet đó là cái cảm biến xuất lớp các bạn. Trong những chi tiết mình nghĩ cũng không thể thiếu luôn ha. Chúng ta quan sát lớp chúng ta dễ dàng hơn, chúng ta đi xa, chúng ta để những cái lớp, nếu mà lớp nào chúng ta mềm chúng ta sẽ biết để chúng ta có thể bơm lại và giúp cho cái tuổi thọ của lớp chúng ta sẽ bền bỉ theo thời gian ha các bạn. Đó, tất cả những cái này đều là hàng phụ tùng của Ford. Mình mở chức năng zin, chức năng của Ford hết luôn ha các bạn, không có cắt độ chế gì hết. Bên mình là cũng mở tính năng lượng tặng cho khách nếu mà khách hàng làm phát sinh dịch vụ bên mình. Đó, full combo tính năng lượng luôn tầm khoảng 1,5 triệu ha. Rồi, vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn những cái món nâng cấp xu hướng mới nhất của năm 2024 dành cho xe Outlet nha các bạn. Các bạn có nhu cầu nâng cấp xe, đổi xe ghé bên AutoStyle bên mình nha. Bây giờ cũng đừng quên like, subscribe kênh YouTube của mình, kênh Bùi Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại.